Du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những bí quyết mà giúp cho các bạn có thể chọn được trường du học tại Mỹ với học phí thấp và tỷ lệ đậu visa cao. Thì có rất nhiều cách để một du học sinh Việt Nam đặt chân tới Mỹ. Nhiều bạn chọn ngay con đường trực tiếp là vào học tại các trường đại học, nhưng nhiều bạn lại chọn các trường cao đẳng cộng đồng để làm điểm dừng chân của mình. Vậy thì việc chọn cao đẳng cộng đồng có lợi ích gì? Cái quan trọng nhất của việc chọn học tại các trường cao đẳng cộng đồng đó là bình quân học phí chương trình cao đẳng cộng đồng ở Mỹ chỉ vào khoảng 3.600 đô cho tới 9.000 đô la Mỹ trong vòng 1 năm. Con số này ở bậc đại học 4 năm đó là 25.000 cho tới 35.000 đô la Mỹ trong vòng 1 năm đối với trường công lập và khoảng 30.000 cho tới 50.000 đô la Mỹ 1 năm nếu như là trường tư thục. Với mức chênh lệch học phí này thì việc chọn học ở các trường cao đẳng cộng đồng là vô cùng hợp lý về mặt kinh tế. Thêm vào đó thì sau khi hoàn thành 2 năm tại các trường cao đẳng cộng đồng thì bạn chỉ mất thêm 2 năm nữa nếu muốn hoàn thành bậc đại học tại đây. Như thế thì bạn đã tiết kiệm được một phần chi phí trong 2 năm đầu tiên. Bên cạnh đó thì chất lượng đào tạo của các trường cao đẳng cộng đồng thì đều được công nhận trên toàn quốc. Và dù bạn có học ở đâu trên đất nước Mỹ thì cơ hội chuyển tiếp lên đại học của bạn vẫn là như nhau. Một số ưu điểm của việc học tập tại các trường cao đẳng cộng đồng nằm ở số lượng sinh viên trong mỗi lớp chỉ từ 30 sinh viên trở xuống. Và công ty du học Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn chọn trường, xin EMU tại tất cả các bang có người thân xin giới thiệu chương trình du học Mỹ tại các trường cao đẳng cộng đồng với học phí thấp như sau. Đầu tiên đó là trường Houston Community College thì học phí là vào khoảng 4.630 đô la Mỹ trên một năm. Đó là trường cao đẳng cộng đồng Houston được thành lập vào năm 1976. Khuôn viên của trường được tọa lạc tại vùng Houston của bang Texas. Trường có 6 khuôn viên chính, thì khuôn viên trung tâm Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam và Columbia dạy trong lĩnh vực y khoa. Những khóa học của trường cao đẳng cộng đồng Houston thì cho phép các bạn sinh viên lấy bằng trong vòng 2 năm để chuyển tiếp đến các trường đại học ở bang Texas. Trường thứ hai đó là trường Green River Community College với học phí là 9.900 đô la Mỹ trong vòng 1 năm. Đây là một trường cao đẳng cộng đồng hệ công lập 2 năm được công nhận chính thức và nằm gần ngay thành phố Seattle, bang Washington. Đây là một môi trường học tập tuyệt vời, an toàn, sạch đẹp và thân thiện, thu hút trên 9.000 sinh viên, trong đó có hơn 1.000 sinh viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia khác nhau. Và để xem thông tin mới nhất về học phí và điều kiện du học Mỹ thì các bạn hãy gọi điện ngay thông tin Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc là 3838-2080. Và trường thứ ba đó là trường Santa Ana College với học phí là chương trình Anh văn thì vào khoảng 5.136 đô la Mỹ trong một năm. Và trường đại học Santa Ana College viết tắt là SAC sẽ tròn 100 tuổi vào năm 2015 và hiện nay là đã có khoảng 18.000 sinh viên đang theo học mỗi học kỳ tại trụ sở chính của trường nằm tại thành phố Santa Ana. Trường đào tạo sinh viên để sẵn sàng chuyển tiếp lên các trường đại học hệ 4 năm. Trường thứ tư đó là trường Freeland College thì với học phí là khoảng 4.000 đô la Mỹ trong vòng 1 năm. Trường được thành lập vào năm 1972. Trường Freeland College là trường cao đẳng lớn nhất trong hệ thống cao đẳng cộng đồng Dallas. Freeland College là trường cao đẳng cộng đồng đầu tiên được giải thưởng Malcolm McBride National Quality Award, giải thưởng danh giá nhất dành cho những hoạt động xuất sắc của Tổng thống và Bộ trưởng Thương mại. Và còn rất nhiều trường khác với mức học phí thấp như là Seattle Central, Glendale, Austin State, Arkansas hoặc Miss. Hoặc thì các bạn hãy gọi điện ngay tới công ty du học Tân Đại Dương hoặc là có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdn.com để có thể được biết thêm nhiều thông tin về các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều những bạn học sinh sinh viên mặc dù đã được các trường đại học cao đẳng của Mỹ chấp nhận, song các bạn vẫn không thể sang học vì một lý do đó là không thể xin được visa du học Mỹ. Tại sao Mỹ lại khó khăn trong việc cấp visa cho người nước ngoài như vậy? Và làm thế nào để chúng ta có thể dễ dàng xin được visa du học Mỹ? Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho chị Phương Thảo đó là khi đi phỏng vấn xin visa Mỹ thì tất nhiên chúng ta phải đóng lệ phí mua form phỏng vấn. Ngoài ra thì sinh viên nước ngoài có phải đóng một cái khoản phí nào khác hay không?
Và các bước chuẩn bị cơ bản sẽ gồm những gì? Những yếu tố cơ bản nào sẽ giúp cho viên chức lãnh sự Mỹ đánh giá một bộ hồ sơ thưa chị? Đối với sinh viên quốc tế mà muốn đi du học tại Mỹ thì ngoài cái lệ phí phỏng vấn xin visa du học thì sinh viên cần phải mua thêm một khoản phí nữa, đó là phí CVE-901. Thì ở đây CVE có thể hiểu là mỗi một sinh viên sẽ được cấp một cái CVE có số cụ thể và họ sẽ quản lý sinh viên trên mạng Internet, thì cũng giống như chứng minh nhân dân của ở Việt Nam của ta. Thì CVE này sẽ theo học sinh trong quá trình sinh viên du học tại Mỹ. Các bước để chuẩn bị thì rất là đơn giản. Thứ nhất là mình sẽ xin E20, sau đó mình sẽ điền form DS-160 và hẹn ngày phỏng vấn trực tuyến. Thứ ba là mình sẽ mua phí phỏng vấn ở ngoài Citibank, và tiếp theo là mua E901 qua mạng, và cuối cùng là mình chuẩn bị một bộ hồ sơ để mình đi phỏng vấn. Dạ, thì đối với lãnh sự để đánh giá một bộ hồ sơ thì rất là cơ bản với những điểm sau. Thứ nhất là học sinh phải đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường thì thông qua cái E20 là học sinh nhận được. Dạ, thứ hai thì mình phải lãnh sự sẽ thông qua cái kết quả học tập, là thông qua bảng điểm, bằng cấp của sinh viên để đánh giá được sinh viên có đủ điều kiện để có thể học được ở Mỹ hay không. Và thứ ba là đặc biệt là tài chính, lãnh sự sẽ xem cái phần tài chính của gia đình mình có đủ hay không. Thì không những đối với trường hợp xin visa tự túc, kể cả các trường hợp là học sinh học theo học bổng toàn phần hoặc là bán toàn phần, quan trọng nhất đó là phần kế hoạch học tập của học sinh, có ý định phát triển định hướng ra tương lai của học sinh để chứng minh học sinh có một kế hoạch học tập tốt tại Mỹ hay không. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý chọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.